nông dân Đà Lạt phất nhờ rau củ độc lạ. Đầu tiên là ớt khổng lồ nửa kg một quả, giống ớt sừng bò nhập từ Hà Lan cho thu hoạch sau 3 tháng chăm sóc, quả chín thường có màu vàng hoặc đỏ. Hiện loại ớt này mới được trồng thử nghiệm tại một số nhà vườn ở Đà Lạt. Anh Nguyễn Định, trú ở phường 8, thành phố Đà Lạt cho biết anh biết đến giống ớt khổng lồ này sau một triển lãm, sau đó tìm hiểu và nhập giống về trồng thử nghiệm trên 500m². Ớt sừng bò cho thu hoạch đều đặn mỗi ngày trong hơn một năm. Với diện tích trồng thử nghiệm của anh Định, mỗi ngày đạt năng suất 20kg. Một số nhà vườn tại Đà Lạt cho biết ớt sừng bò cho năng suất cao, lại tốn ít phân bón, công chăm sóc hơn giống ớt chuông truyền thống. Hiện giá ớt sừng bò bán ra tại vườn là 50.000 đồng 1kg, cao hơn khoảng 20.000 đồng so với ớt chuông. Tuy nhiên, do đặc tính ít hăng, có thể chế biến nhiều món như salad, làm nước ép, sinh tố, đặc biệt được ưa chuộng tại các nhà hàng Nhật, Hàn, nên các nhà vườn đều rơi vào tình trạng trồng không kịp bán, không đủ ớt để đáp ứng các đơn đặt hàng. Thứ hai là bí ngô cả tạ một quả. Giống bí ngô khổng lồ nhập khẩu từ Mỹ được một số nhà vườn Đà Lạt trồng khoảng 2 năm trở lại đây với 3 loại bí đỏ, xanh, trắng. Quả bí có trọng lượng từ 40 đến 80kg, có quả nặng tới 1 tạ. Tuy nhiên, để thu hoạch được quả bí ngô khổng lồ như mong muốn thì nông dân phải tuân thủ đúng quy trình gieo trồng và chăm sóc. Trước khi trồng, cần phải chuẩn bị phân hữu cơ, phân chuồng ủ xuống đất. Hố trồng phải đào rộng khoảng 4 đến 5m² vì loại bí này lớn rất nhanh, cần có đủ chất dinh dưỡng nuôi cây. Do kích thước to hơn rất nhiều lần so với bí ngô thông thường, bí khổng lồ thu hút sự tò mò của khách tham quan. Đặc biệt, vào những mùa lễ như Halloween, nhiều người săn lùng loại quả này về trang trí. Khi bí còn non, chỉ đạt cân nặng 20kg một quả, nhiều người đã đặt mua với giá mỗi quả 5 triệu đồng. Các nhà vườn cho biết, ngoài việc để trang trí, bí ngô khổng lồ có vị ngon, thơm và ngọn bí cũng ăn được như bí ngô bình thường. Thứ ba là loại cải xoăn cao 2m, thu hoạch nửa năm chưa hết. Giống cải xoăn Kale đang được các nhà vườn trồng nhiều tại Đà Lạt có thể đạt chiều cao tới 2m và cho thu hoạch lá liên tục trong nửa năm. Khác với những loại cải thường thấy tại Việt Nam thu hoạch cả cây một lần, cải xoăn Kale cho thu hoạch lá, cây ra lá đến đâu nông dân bẻ đến đó, cứ thế liên tục trong nửa năm và đến khi cây đạt chiều cao khoảng 2m. Trung bình cải xoăn có giá 80.000 đến 90.000 đồng 1kg. Thời điểm cải được nhiều bà nội trợ tìm mua, giá loại rau này có thể được đẩy lên tới 120.000 đồng 1kg. Loại cải này được các nhà vườn cũng như khách hàng tìm mua do chứa nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe như chất xơ hỗ trợ quá trình tiêu hóa, chất chống oxy hóa, giảm nguy cơ thoái hóa da, mắc bệnh tiểu đường và tim mạch. Chị em phụ nữ cũng chuộng sử dụng cải xoăn vì đây là thực phẩm không có chất béo và ít calo, thích hợp cho người ăn kiêng. Trên các trang mạng, cải xoăn được giao bán với nhiều công dụng. Một số trang còn bán cả hạt giống loại cải này với giá từ 30.000 đến 400.000 đồng tùy số lượng. Cuối cùng là dưa hấu tí hon hút khách. Dưa pepino có xuất xứ từ vùng Nam Mỹ, trọng lượng mỗi quả chỉ 200 đến 300 g. Dưa chín có màu vàng, sọc tím và mùi thơm, vị ngọt thanh như dưa lưới. Dưa pepino ra quả sau 4 đến 5 tháng chăm sóc và cho thu hoạch quanh năm. Một số nhà vườn tại Đà Lạt đang trồng thử nghiệm loại cây này với diện tích nhỏ khoảng 200 đến 500m². Với 100m², mỗi ngày nhà vườn thu được khoảng 15kg quả. Giá bán tại vườn từ 60.000 đồng 1kg và đến tay người dùng là khoảng 80.000 đồng cho 1kg. Các nhà vườn cho biết loại quả này còn mới đối với người Việt Nam nên khá kén người ăn. Tuy nhiên, do diện tích trồng không nhiều nên dưa thu hoạch đến đâu cũng được khách hàng đặt mua đến đó. Nếu chăm sóc đúng kỹ thuật, cây dưa pepino có thể cho thu hoạch trong vòng 3 năm. Ngoài việc cung cấp quả thương phẩm, một số nhà vườn còn bán cả cây giống và chậu cảnh pepino. Hạt cây nảy mầm có giá 20.000 đồng một cây, cây giống từ 15 ngày tuổi đến 1 tháng tuổi có giá từ 300.000 đến 350.000 đồng mỗi cây.